Vấn đề thứ 32, người tu hành thời này rất khó thoát nạn là do nguyên nhân tại sao đây? Tại sao Phật nói thời mật pháp này tu hành để thoát nạn, tức là thoát cái nạn sanh tử luân hồi khó lắm, khó lắm. Chúng ta là một trong những người nằm trong cái nạn là khó thoát nạn đây. Nếu chúng ta chỉ cần sới một chút, tu thì có tu mà thành thì không có thành. Hy vọng thì có hy vọng mà thất vọng thì hình như não nền ê chề thám thương quá chừng. Hãy nhìn lại trong quá khứ, hãy tìm đi chư vị, bao nhiêu người thoát nạn đây. Những lý luận cao siêu cũng là Phật dạy đấy, tại sao mình thực hiện không được? Đường giải thoát Phật đưa ra rành rành đó. Minh tâm kiên tánh, thay tánh thành Phật, nào Phật là tâm, tâm là Phật. Chúng ta vẫn có tâm Phật đây, chúng ta đại Phật. Mà tại sao cũng chịu thành Phật mà cứ thành chúng sanh trong địa ngục, nào quỷ xuất sanh tràn gian như vậy? Đặt lên vấn đề để mà tự ta mau mau biết cách tỉnh ngộ. Câu A, chọn pháp môn không hợp căn, đường tu không vững, hướng về không rõ, nên không thể thành tựu được. Đúng không chư vị? Rõ ràng đấy chư vị ơi. Cũng là pháp Phật mà chúng ta chọn pháp tu không đúng căn cơ. Khi mà hiểu được cái này thì có thể trả lời cho những người gặng hỏi chúng ta, tại sao chư vị phân biệt pháp môn của Phật? Tại sao lại chọn pháp môn này không chọn pháp môn khác? Có nhiều người nói tôi thực hiện cho đủ tất cả tam tạng kinh điển rồi mới chọn. Đúng hay sai? Hay gì nữa? Tôi không biết. Tôi sợ rằng là đọc có một nửa cái đại tạng kinh thôi, nhiều khi thọ mạng mình hết rồi. Ở thế giới này sinh lão bệnh tử đang là một cái tấm bảng rất lớn trước mắt. Tu chưa tới đâu chết mất rồi. Cái phân đoạn sinh tử này nó vô thường, nó không hèn, chứ chúng ta phải đọc hết tam tạng kinh điển rồi mới chết đâu. Trong lúc đang đọc đó mình chết thì đi đâu đây? Trong khi chính giữa ông này kinh A Di Đà tụng sáng một thời, tụng chiều một thời, cùng nhau tụng với đại chúng. Nhưng mà có đại chúng tụng thì được, còn một mình tụng thì tụng trật lên trật xuống rồi. Một bộ kinh mà tụng hoài tụng hoài mà tụng vẫn trật lên trật xuống, làm sao bắt chịu phải tụng thêm năm bộ kinh mà thuộc hết được? Mà thuộc rồi không hướng thì tụng để làm chi đây? Đúng không chứ vậy? Phải hướng cho rõ chứ, phải đi cho đúng chứ. Cho nên chọn pháp môn tu không hợp căn cơ, nên là mình chọn một pháp môn mà không hợp với căn cơ cũng là tai hại rồi. Huống chi mình chọn quá nhiều pháp môn. Lại có người phát tâm với tu chết 84.000 pháp môn, bây giờ chưa bị lấy 84.000 pháp môn chia cho 100 năm ra, coi thế một năm mình tu bao nhiêu pháp môn, là tu với 8.400 pháp môn đúng không? 8.400 pháp môn mình chia cho 365 ngày, chưa bị coi thế một ngày mình học mình tu bao nhiêu pháp môn? Tu cho đúng nghe, tu cho chánh nghe, tu cho thành nghe thì mới tu hết 84.000 pháp môn của Phật. Ai có khả năng tu cái này? Thế mà có người lại nói là chúng ta không được phân biệt, phải tu cho hết. Lạ lùng, lạ lùng. Đây là cách tu không chánh mà tu theo bất định. Đến lúc nằm xuống rồi mình còn nhớ pháp môn nào để mà chọn đây? Có nhiều người cứ nói tôi giảng bát chánh đạo ngũ phần pháp thân độ, tôi không giảng. Tại sao vậy? Chính tôi nói ngũ phần tôi nhớ có 3 phần, còn 2 phần tôi quên mất rồi. Quên mất thì tôi nghĩ ngoài cái bài thiêu thôi. Bây giờ tôi nghĩ ai gì đạo Phật xưa hơn, cứ nghĩ ai bây giờ Phật tôi nói hoài. Có một lần có nhiều người bắt tôi giảng cái đó, tôi nói bây giờ chưa bị nói cái gì đi, hãy nói một câu đó, tôi nói ai gì đạo Phật. Nói chánh hành tôi nói ai gì đạo Phật, chánh nghiệp tôi nói ai gì đạo Phật, chánh tư duy tôi nói ai gì đạo Phật. Chưa bị nói là tôi nói một câu ai gì đạo Phật, lấy câu ai gì đạo Phật mà trả lời, đúng không? Như vậy bắt tôi đi một câu ai gì đạo Phật là đúng rồi. Tại sao phát huy nhiều như vậy? Rõ ràng mỗi đường đi có một cái phương pháp thực hiện. Một là tất cả là một. Thành ra khi mà gặp bất cứ một cái gì, tôi cứ lấy câu A-di-đà Phật mà trả lời, chắc chắc đúng. Như vậy mà đi trong con đường một là tất cả, hay hơn là đi con đường tất cả để gom lại một. Đi con đường tất cả các pháp môn để trở về câu A-di-đà Phật, thì tại sao chúng ta cứ dùng một câu A-di-đà Phật để đi, để sau cùng mở chân tâm tự tánh ra chúng ta có tất cả. Đúng không chư vị? Tất cả các
Pháp môn đều trở về chân tâm tự tánh chúng ta. Chân tâm tự tánh của chúng ta chính là A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta cứ một câu A Di Đà Phật mà đi trở về chân tâm tự tánh. Hà kỳ vạn pháp bổn lai cụ túc. Tự tánh chúng ta nó có đầy đủ tất cả, tại sao chúng ta đi thẳng vào đó, cứ đi lang thang làm chi? Làm sao chúng ta biết trong một đời chúng ta là cái gom tu được tất cả vạn pháp? Nhiều khi 20 pháp chúng ta chết rồi thì còn tất cả những cái pháp khác nằm ở đâu đây? Nằm ở sự vọng tưởng, nằm ở sự lang thang, nằm ở trong đường sanh tử luân hồi mà chịu nạn. Phiêu cho rõ cái lý đời nào này mà chúng ta đi cho vững chứ? Chứ vì có đồng ý không? Đồng ý phiêu đó, tự nhiên nó có lý đạo đó đi. Nhất định chúng ta không có gì trao đảo cả. Chọn pháp môn không hợp căn tánh, không hợp căn tánh thì không thành tựu. Không thành tựu cho nên thành ra chúng ta tu pháp Phật mà Phật nói trời ơi con làm cho chư Phật mười phương đành phải oan trong vấn đề này. Y kinh giảng nghĩa, y kinh tu hành, tam thế Phật oan là cái chỗ này đây. Phật dạy cho một vị đại Bồ Tát tu hành là Phật dạy cho vị đó tu hành. Tại sao chúng ta đi dành phần của Bồ Tát mà tu trong khi phàm phu chúng ta không lo? Cho nên chọn pháp môn không hợp căn tánh đưa đến chỗ bất thành tựu làm cho chư Phật hàm oan là cái chỗ này. Y kinh giảng nghĩa, y kinh tu hành làm cho Phật bị hàm oan. Có nghĩa là chúng ta phải biết y kinh rồi mà còn y theo căn tánh nữa thì mới đúng lời Phật dạy. Rõ ràng hôm trước chúng ta nói về bấy điều giác của cung hiệu Phật. Đầu tiên Phật dạy cho chúng ta phải tránh pháp cẩn thận. Mà chúng ta còn cẩn thận hơn nữa, không dạy gì tự mình tránh pháp. Hãy nhờ chư tăng tránh pháp cho mình. Nếu không có cái cơ hội gặp cao tăng đắc đạo tránh pháp, chúng ta nghe theo lời Phật mà tránh pháp cho mình. Chúng ta đi vững vàng, không bị sơ suất. Mình đi có căn các bạn, làm sao ai có tập mình. Đường tu không vững, hướng về không rõ. Giống như một con tàu đi ra khơi, nó cứ như vậy mà đi đi. Đường đi anh đi tới đâu đây? Càng đi càng lạc, càng đi càng xa, càng đi càng chết chìm dưới đại dương, không ai cứu được. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu cái này, mai ta tu cái kia, chứng tỏ là đường đi không vững. Đến lúc sau cùng rồi chúng ta có vạn nẻo đường. Bây giờ vạn nẻo đường đứng đó, bây giờ bắt thăm hạt. Bây giờ chứ nghĩa là chóc bắt thăm hạt. Trong cái pháp mà gọi là pháp địa tạng chim sát, cái đó là chính pháp bắt thăm đó. Chứ lẽ chúng ta lúc đó mà còn cái thời gian đó bắt thăm hạt, đâu có được như vậy. Thứ mình phải trách nhiệm con đường đi của mình, phải đi cho đúng, đi cho thắng, chúng ta mới có cơ hội thành tựu. Thành ra đi phải có đường, về phải có đường. Chúng ta niệm Phật là con đường của chúng ta, hướng về Tây Phương là hướng chúng ta. Cứ mạnh dạn đi như vậy, từng ngày chúng ta đi gần tới Tây Phương Cực Lạc. Khi nằm xuống rồi chúng ta chỉ còn bước một bước nữa là tới Tây Phương. Nếu mà chúng ta chờ vườn, thấy cái thuyền Bát Nhã của A Di Đà Phật, chúng ta sợ và bước lui. Đứng trên cái bè thuyền đó chưa bị bước lui thì đi giờ đâu đây? Rớt chụm xuống dưới biển khổ luôn rồi, chiều nào phải không? Chứ vậy phải tiến tới, không được lui, không được thối chuyển. Người nào gặp trước nạn, người nào gặp khó khăn, tâm thối chuyển. Chư vị nghĩ rằng những cái thứ thách nhỏ trên cuộc đời này mà chư vị chịu đựng không được, làm sao chư vị chịu đựng được cái thử thách của nghiệp trước, của oán thân trái chủ trước, những cái chướng nạn nó đang chờ trong thời buổi gọi là cận tử nghiệp, trong lúc lâm chung, làm sao có khả năng đề kháng được để mà vượt qua ách nạn mà về Tây Phương Cực Lạc đây? Phải tập chứ, phải rèn, phải luyện chứ, để chúng ta tự mình cứu cho mình chứ. Vì hướng về không rõ cho nên không thành tựu. Đây là cái nghiệp chung, đây là cái cơ hội chung, đây là cái hoàn cảnh chung của con người học Phật trong thời mật pháp này đấy, chư vị ơi. Nghĩ cho kỹ đi mà thôi. Tại sao pháp Phật là cứu chúng sanh vượt qua nạn sanh tử luân hồi, gọi là ly khổ đắc lạc? Khổ là sanh tử khổ, lạc là Tây Phương Cực Lạc mà nhiều người không thực hiện được. Chỉ vì đường đi không đúng, chỉ vì hướng về không rõ, chỉ vì chọn pháp môn không thích hợp với căn tánh của chính mình, cho nên thực hiện cả một cuộc đời cũng giống như giả tràng xe cát biển đông. Như vậy thì chúng ta phải tự mình mà giác ngộ, tự mình mà làm đúng
lời Phật dạy để chúng ta thoát nạn. Câu B, phàm phu nghiệp nặng trước sau mà sơ ý không chuẩn bị hộ niệm cẩn thận khi lâm chung nên khó bề thoát nạn. Đúng không chư vị? Cái trên là tổng quát, cái dưới là bắt đầu. Kéo cái hộ niệm vô rồi, cụ thể lại rồi. Mình tu đúng đường đấy, mình chọn đúng pháp đấy, mình đi đúng hướng đó. Nhưng mà chư vị phải nhớ cho, mình tu đúng đường là mình có con thuyền mình đi, mình đi đúng hướng là mình có cái mái chèo. Nhưng mà chư vị có nghĩ rằng là cái năng lực của mình có thể theo con thuyền này qua bể giác hay không là cái chuyện khác nữa, phải không chư vị? Bây giờ có cái máy đuôi tôm hay là cái máy đó, cái máy đó có đủ xăng để mà đưa con thuyền qua cái bờ giác không là một chuyện khác nữa. Như vậy thì chư vị phải cần những người hỗ trợ để mà cùng nhau lấy con thuyền cho tới nơi. Và còn không kém hơn nữa là cần những cái thợ sửa tàu, thợ sửa máy. Tại vì đi trên tàu đó có thể cái máy này nó hư rồi, cái chèo này nó bể rồi, cần người thợ sửa chữa. Người hộ niệm sẽ giúp cho chư vị làm công chuyện này đây, phải không chư vị? Rõ rệt mà. Đúng mà, chúng ta đi đúng đường, về đúng hướng là chúng ta đi tới nơi đâu. Cái năng lực của mỗi người chúng ta hạn hẹp vô cùng, cái sức khỏe chúng ta hạn hẹp vô cùng. Chúng ta chèo mà chèo một chút chúng ta mệt, cần phải có người thay thế, cần phải có người giúp đỡ. Chư Thiên Long Hộ Pháp có thể giúp đỡ chúng ta, chư Bồ Tát có thể giúp đỡ chúng ta, người hộ niệm có thể giúp đỡ cho chúng ta. Đó gọi là tha lực, đó gọi là trợ duyên, đó gọi là hộ niệm. Tại sao chúng ta nghĩ là hộ niệm không có quan trọng? Vô cùng quan trọng đối với người phàm phu chúng ta. Chư vị có đồng ý không? Rõ rệt, rõ rệt, rõ rệt. Cho nên nghiệp nặng trước sau làm con thuyền chúng ta đi chậm 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 chậm. Mà thời gian sanh tử thì nó đến quá nhanh. Làm sao mà chúng ta không có nhờ người giúp đỡ. Cho nên chư tổ nói, cái người mà niệm Phật vãng sanh giống như con thuyền mà nó thuận buồm xuôi gió. Cũng giống như một người muốn lên đến núi mà yếu quá điểm được, cho nhờ các vị lực sĩ cặp nách chạy lên. Bây giờ chúng ta nói từ này đi một điểm nào đó, tự mình đi bộ điểm đó mà nhờ chiếc máy bay nó chở, phải không chư vị? Thực sự đấy, lên máy bay chở thì cái người mà người máy bay mình coi, người ta nói mình cái đừng có nên phạm cái gì, đừng nên sơ suất cái gì, đừng nên đem theo cái gì, đừng bỏ cái gì. Chúng ta nghe lời họ đi, đừng có cãi họ là chết. Người ta đừng có đem cái miếng bông lên mà mình vác miếng bông lên máy bay, người ta cột lại mình ráng chịu. Người ta đừng có đem cái dao theo, tại cái dao theo người ta bắt mình nói ông kia ông đi bộ mang cái dao, mình phải mang cái dao theo, mình mang cái dao theo mình bị ráng chịu. Một pháp môn có một nhu cầu, một đường đi có một cái nhu cầu, chúng ta phải thực hiện đúng cái nhu cầu đó. Xin thưa chư vị, nghiên cứu hộ niệm cho thật kỹ đi chư vị, cho thấy cái nhu cầu vãng sanh Tây Phương là cái gì tự nhiên biết không? Còn chư vị không cái cô chư vị trang bị sai lầm. Cho nên có nhiều người nói rằng là người có nghiệp chướng nhiều quá phải lo trị nghiệp chướng trước mới đi vãng sanh, là chư vị trang bị không đúng. Mà chư vị biết là không sợ nghiệp, ta đi trên nghiệp lấy tâm nguyện này, ta thêm nguyện để vãng sanh, đừng lo mà trị nghiệp nữa. Cho nên chư âm thường hay nói chư vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là từ đây chư vị phải niệm Phật, quyết tâm đi về Tây Phương, đừng đến quay đầu lại trong quá khứ mà đối trị với nghiệp chướng nữa. Nếu quay vào đó, nó bắt đầu cột vào đó, cái này chết luôn, gỡ ra không được, không được đối trị. Cứ tự động một câu A Di Đà mà niệm, một câu A Di Đà Phật mà đi hướng về Tây Phương, tự nghiệp nó tan đi, tự nghiệp nó bỏ đi, tự nghiệp nó bao lại, gọi là ác đạo từ bế tắc. Vô cực chi thắng đạo chính là câu A Di Đà Phật dị vãng, nhưng mà nhiều người không chịu tin cho nên không chịu đi. Dị vãng nhi vô nhân. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ ràng, mình là đệ tử của Phật muốn vãng sanh nhất định phải y cứ vào những bộ kinh của Phật nói về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đi thẳng
nhất định chúng ta cũng vãng sanh như một số người đã được hộ niệm vãng sanh rồi. Chư vị có vững tâm tin tưởng không? Đúng không? Nhất định nhé. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.